Rồi, đây, thử đánh nhau trên màn hình. Mọi thứ đang đột tụt xuống khoảng tầm là 100 FPS. Khoảng tầm 100, 100 thì các bạn nói chung hoàn toàn vẫn có thể chơi được, không 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 cần không có vấn đề gì cả. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hacom. Và cách đây khoảng tầm 1 tháng ấy, thì mình có một cái video về bộ máy 10 triệu cộng tiền máy cộng với cả 3 triệu tiền đẹp. Thì các bạn nhìn có phải nó hơi bị không hợp lý một tí đúng không? Thì hôm nay chúng ta đã quay trở lại một cái bộ máy, đó chính là bộ máy 10 triệu và dùng để chơi. Nói riêng thì là Diablo 4, tại vì vào thời điểm mình quay video này là vào ngày thứ 6. Thì ngày mai chúng mình sẽ được mở server Open Beta và các bạn phải có thể vào chơi hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà cái lúc video đăng tải thì server chỉ mở 2 ngày, chính là thứ bảy và chủ nhật. Và chủ nhật thì chúng mình được nghỉ, nên là lúc mình phát hành video này thì có lẽ là các bạn đã qua cái server Slam đấy rồi. Nhưng đây là một cái cấu hình mà cho các bạn nếu đang có ý định chơi tựa game AAA đình đám có thể ở top đầu năm nay, đó chính là Diablo 4, thì các bạn có thể tham khảo bộ máy này. Và cái mức giá chúng mình đưa ra đó chính là khoảng tầm 10 triệu từ bộ máy rất là rẻ so với cả những cái bộ máy chơi game chúng mình hay build của tầm 20-30 triệu thôi. Bộ máy này chỉ có 10 triệu thôi. Và yêu cầu của mình đó chính là chơi mượt được Diablo 4 ở độ phân giải là Full HD. Thì với ngân sách 10 triệu chúng ta sẽ có những cái gọi là lựa chọn linh kiện, nó sẽ phải khá là chất chiu một tí khi mà chúng ta không thể nào mà lựa chọn những cái CPU card đời mới nhất cả. Tại vì bây giờ cảm thấy các bạn thấy những con như là kiểu 3060 với giá nó vẫn còn tầm 7-8 triệu cơ, nên là nó cần hết cái kinh phí 10 triệu của chúng ta rồi. Nên đầu tiên chúng ta có lẽ sẽ không dùng được CPU mới nhất mà sẽ phải dùng chiếc CPU Core i3 này thay vì chiếc 12100F của bộ máy 10 triệu trước chúng mình build. Thì đây chính là chiếc Core i3 10105F và chúng mình đã có một cái review về CPU này rất là lâu rồi. Và các bạn, đây là một CPU nói chung là bây giờ chơi game thì vẫn chơi được. Chiếc 10105F này chúng ta có 4x8 luồng xử lý và bên trong chúng ta sẽ có đi kèm một quạt nhỏ, và các bạn yên tâm nhé, chạy không bị overheat đâu. Và với cái công nghệ này 10105F này thì nó công nghệ nó không phải là mới, mình nhớ nó khoảng tầm gần 3 năm rồi thì phải. Nhưng mà đây vẫn là một cái CPU nói chung là đủ để các bạn chơi game ở trong tầm giá khoảng tầm 1.8 triệu cho một chiếc CPU này, thay vì các bạn phải bỏ ra khoảng tầm 2.5 triệu đến 3 triệu giữa chiếc 12100 với 13100 mới ra mắt ở đây. Và chúng ta mức giá là 10.5 triệu thì chúng ta phải tiết kiệm gần như tất cả mọi thứ để có được một chiếc máy có phần cấu hình nó cân bằng nhất giữa tất cả mọi thứ đối với nhau. Thiết bị chơi game của thập kỷ, PlayStation 5 có thiết kế tinh tế và không kém phần sang trọng. Cùng tay cầm DualSense giúp bạn cảm nhận từng viên đạn. Với khả năng chơi những tựa game hay và độc quyền của Sony, thì PS5 là thành phần không thể thiếu trong setup của anh em. Hacom đang bán với mức giá siêu rẻ cùng những chính sách ưu đãi rất tốt. Anh em nhớ qua và check nhé. Và mainboard, một đặc điểm khi mà các bạn sử dụng những con CPU mà đời hơi thấp một tí như là con Core i3 10100F này, 11-5F này, thì các bạn đó chính là các bạn chọn mainboard rất là rẻ. Các bạn sẽ không phải lựa chọn những mainboard H710, H610 rất là ngáo giá bây giờ. Các bạn chỉ phải chọn H510 thôi. Và giá của nó ấy, nó cũng chỉ khoảng đắt khoảng tầm 2/3 so với cả chiếc H610 với H710. Nói chung là chúng ta tiết kiệm được khoảng tầm khá tiền. Tại vì đây là một cái build chúng mình chỉ khoảng tầm hơn 10 triệu một tí thôi. Nên là nếu mà chúng ta gọi là quá đà mỗi thứ thêm một tí, độ lên rất là nhanh. Nên là mình sẽ chọn ở đây, đó chính là một chiếc mainboard rẻ nhất chúng ta có, khe NVMe. Tại vì những cái mainboard rẻ hơn như chiếc MSI thì chúng ta sẽ không có bên khe NVMe. Mình chọn chiếc Asus Bright H510MK. Và đây là một chiếc mainboard cơ bản, đóng hộp nó rất là cơ bản, mọi thứ rất là cơ bản. Các bạn sẽ có đúng một chiếc mainboard, mọi thứ, do đây là dòng H510 và cũng giống như tất cả những mainboard dòng H khác, các bạn sẽ bị cắt giảm rất nhiều thứ. Chúng ta bị chỉ có 6 cổng USB thôi, chúng ta sẽ có cổng kết nối âm thanh, nói chung là đầy đủ các loại cổng tối thiểu cho một bộ máy, 2 khe RAM và 4 khe SATA. Các bạn sẽ không có những cái gọi là màu mè hoa lá hẹ như là những cái cổng cắm 5V RGB, các bạn chỉ có cổng 12V RGB thôi, các bạn sẽ không có phần tản của VRM. Nhưng nói chung thì nếu mà trong những cái build mà kinh phí hạn hẹp thì mình vẫn khuyên các bạn lấy bên H, và khi các bạn gọi là kinh phí nó dư giả một chút thì bên B mới là lựa chọn tốt hơn cho các bạn, đặc biệt là bên B của dòng H này, của dòng chipset 5 này cho phép các bạn có xe RAM, còn bên H thì không. Đấy, nên đây chúng ta có một chiếc, đó chính là mình chọn chiếc H510MK. Còn nếu mà các bạn kinh phí dư giả các bạn lên bên B cũng được, nhưng mà đây là giá rẻ mà, là phải lựa chọn cái này thôi. Và đây là một build giá rẻ, chúng ta sẽ không đủ tiền để mua tản nhiệt đâu. Và Hoàng có một cái review, đó chính là các bạn sẽ không cần phải dùng tản nhiệt ngoài với cả i3. Nên là ở đây mình sẽ dùng một tản nhiệt stock đi kèm với chiếc Core i3 10105F này. Đây, chúng ta sẽ có tản stock thôi. Nhìn thì nó vẫn NCC, nó đỡ thế hệ trước là các bạn sẽ phải dùng màu
xám xịt, nhưng mà bây giờ thì NCC. Và nhắc đến RAM thì hơi đáng tiếc ở đây, đó chính là với kinh phí này thì trong bộ máy ấy, thì các bạn có thể khó nâng cấp card, các bạn phải bán card đi, các bạn có thể phải bán CPU, bán main đi. Nhưng RAM là một cái rất dễ nâng cấp nên là mình lựa chọn cho các bạn ở đây. Chúng ta bắt đầu khởi điểm với cả 8GB RAM trước. Và hiện tại giá RAM rất là rẻ, các bạn có thể ăn mì tôm thêm mấy ngày thì chúng ta sẽ mua thêm thành 16GB RAM. Tại vì các bạn không nâng cấp RAM dễ lắm, các bạn chỉ về ra cửa hàng các bạn mua đúng một thanh RAM như thế này thôi, và các bạn sẽ cắm vào là chạy bình thường, các bạn không phải bán đi, không phải gì cả. Và chúng ta có hai khe RAM ở đây, và mình sẽ cắm một khe đầu tiên. Và sau này nếu mà các bạn lên thành 16GB RAM thì các bạn có thể cắm thêm một thanh nữa thành 16GB, và 16GB là đủ bây giờ cho các tựa game ổn bây giờ. Còn 8GB thì nó sẽ hơi thiếu một chút nếu mà các bạn vừa chơi game, các bạn vừa nghe nhạc, vừa xem YouTube gì đấy. Và RAM bây giờ rất là rẻ, với chiếc RAM 8GB như thế này trên tay mình nó chỉ có khoảng tầm hơn 700.000 một chút thôi. Và đây là có tổng quá, quên một cái là ổ cứng. Ổ cứng cũng như thế, mình sẽ lựa chọn cho các bạn một cái dung lượng có thể nói là tối thiểu bây giờ là 240GB. Một chiếc ổ cứng đến từ Western Digital, một thương hiệu chắc là rất là quen với các anh em rồi. Đây là dòng Green, đó chính là cái dòng rẻ nhất của họ. Dòng này vẫn là, đây là SD SATA, nhưng mà thiết kế giao diện lại là NVMe. Đấy, màu xanh rất yêu môi trường luôn. Đấy, đã có một chiếc SSD màu xanh dung lượng là 240GB. Thì 240GB đủ cho các bạn những gì? Thì với cái dung lượng game nó khoảng tầm 80GB, dung lượng game Diablo 4 khoảng tầm 80GB, thì 240GB sẽ đủ cho các bạn, đó chính là cái win và chứa được một game. Và các bạn có thể đủ tải thêm lên điện thoại nữa vẫn được. Nhưng mà các bạn hiện tại trong build mình nhá, mình tiết kiệm chi phí thì mình dùng một con là 240GB. Còn nếu mà các bạn mà dư dả thêm một chút, khoảng tầm gần 1 triệu ấy, thì các bạn sẽ có những con tầm 1 triệu, thì sẽ có những con 512GB, 1,5 triệu thì có là gần 1T. Và con SSD này có giá là khoảng tầm dưới 600.000, tức là mức giá khá là rẻ. Bây giờ các bạn lên khoảng tầm hơn 1 triệu, các bạn sẽ có những con 500GB, các bạn chơi game thoải mái hơn. Còn đây thì đây là một mức lựa chọn tối thiểu, các bạn đứng 120GB, các bạn chả chứa được gì đâu. Và bây giờ các bạn dùng ổ cứng để load game, nó tải về những cái công việc như là các bạn thấy chúng mình trên livestream ấy, chúng mình loading shader ở những tựa game mới ấy, thì 120GB, à nếu mà dùng ổ cứng ấy, thì các bạn load cho đến ngày mai luôn. Bây giờ chúng ta là thời đại của SSD rồi, chúng ta không còn phải mắc mớ gì đến cả ổ cứng cơ thông thường nữa. Trừ khi các bạn là gọi là cần lưu trữ nhiều và lưu trữ gọi là không cần tốc độ cao thì mới dần cùng dần HDD thôi. Còn bây giờ thời đại của SSD rồi, đừng bao giờ mua HDD nữa. Rồi bây giờ chúng ta đã có 3 cái thành phần chính của con cây, 4 thành phần thì đúng hơn. Một con CPU Core i3-1105F, 8GB RAM, mainboard H510K của ASUS và 240GB ổ cứng. Tổng chi phí chúng ta đã tiêu hết nó rơi khoảng tầm 4 triệu. Xoay lên quanh 4 triệu một tí. Và tiếp theo đó chính là lựa chọn cái vỏ cây. Thì đây phương án của mình, đó chính là mình yêu cầu một chiếc vỏ cây rẻ nhất có thể, nhưng mà nhìn nó vẫn hơi gọi là gaming một tí. Đó chính là chiếc vỏ cây EA Black Flag. Đây, logo của họ là gần rất giống với EA ngược lại. Thì đây là một chiếc vỏ cây có mức giá chỉ hơn 400.000 thôi. Tức là nó cũng sẽ khá là ngang với những chiếc vỏ mà văn phòng thì hơn 200 một tí. Còn đây là vỏ 400 thì các bạn sẽ có thêm những cái gì? Thì các bạn sẽ không thể yêu cầu những cái thứ gọi là fancy hào nhoáng ở trên con vỏ này được. Các bạn sẽ có những cái thứ rất là cơ bản của một chiếc vỏ cây gaming giá siêu rẻ. Đó chính là các bạn có một cái lớp kính ở đây, và chắc chắn ở đây thì không phải là kính cường lực rồi. Kính cường thì các bạn sẽ phải cẩn thận một chút trong vấn đề tháo lắp và cũng như nhiệt năng của bộ máy, nên mình không khuyến khích các bạn nếu mà các bạn gọi là cho những con cạc quá nóng vào cho những con vỏ cây rẻ. Rồi, đây thì tạm chúng ta sẽ có cái nguồn ở dưới. Chúng ta sẽ có hai slot các bạn, ba slot lắp quạt ở phía trước thì các bạn cần. Chúng ta có hai slot lắp quạt ở trên và một lắp quạt ở phía sau. Toàn bộ đều là hỗ trợ quạt 120mm. Nếu mà các bạn muốn lắp quạt thì các bạn có thể hoàn toàn chọn những cái quạt rẻ cũng được, thoải mái. Và cây rất là nhỏ gọn, các bạn thì mình cầm bé tí và cầm rất là nhẹ. Cho là phù hợp cho anh em gọi là mức cơ bản phổ thông. Mình sẽ lắp con mainboard này vào đây và mình sẽ không lắp cái phần chặn main, tại vì đây là hàng của hãng và mình cũng rất lười mình xong lại phải lắp, phải tháo chặn main ra. Nên là tất cả những video review hàng sản phẩm của hãng của mình sẽ không lắp chặn main các bạn nhé. Các bạn lại cứ comment là tại sao không lắp chặn main, mình sẽ để liêm một cái phần là tại sao không lắp chặn main vào trong video. Một điểm mình thấy rất là hay đó chính là các cây bây giờ ấy thì các bạn sẽ không bị chia cổng USB nữa. Ví dụ các bên cây ngày trước ấy thì một cổng đầu 3.0 họ sẽ chia ra làm hai cổng ở đây, mà đầu 2.0 chia làm hai thì các bạn sẽ bị giảm băng thông.
Nhưng mà bây giờ thì họ sẽ chỉ cho một dây USB 3.0 là một cổng. Mỗi thêm một cổng các bạn sẽ ăn là full băng thông từ cái cổng đấy. Nhưng mà cắm nhiều cũng không thấy nó bị giảm tốc độ đâu. Rồi, nói chung chúng ta đã gọi là xong một phần. Và tiếp theo, có một cái trước khi chọn nguồn thì chúng ta phải chọn cả. Thì cái bộ hôm trước 13 triệu mình nói các bạn là các bạn dùng con 1650 thì đấy là một con cạc mình đánh giá nó khá là kém, tại vì nó chơi game chip PA nó gần như không chơi nổi, nó vào màn hình loading hoặc là nó toi, các bạn chỉ 30 fps là các bạn chả chơi được cái gì cả. Thì hôm nay mình nâng cấp lên, thay vì chiếc 1650 chúng ta lòng trùng ra chiếc 1650 super với mức giá khoảng tầm hơn 5 triệu đồng. Thì đây là lựa chọn chúng mình đang lựa chọn là đồ mới cho các bạn nhá. Mình có rất nhiều lựa chọn cho các bạn với cái mức giá 5 triệu này, đặc biệt 5 triệu mốt của chiếc 1660 super mình đang cầm trên tay đây, thì các bạn sẽ có hiệu năng là ngang bằng với chiếc RTX 3050. Và trong khi đó 3050 giá nó khoảng tầm 6 triệu, thì mình nghĩ là 5 triệu cho con cạc 1660 super này nó sẽ là tốt hơn khá là nhiều so với các bạn bỏ thêm hơn 1 triệu nữa để mua chiếc 3050. Thì dù gì thì đây chúng ta cần build là build gọi là tiết kiệm chi phí mà, nên là việc bỏ thêm 1 triệu mà không tăng chức năng thì mình nghĩ là nó cũng không đáng cho lắm. Và nó cũng mạnh hơn chiếc 1650 nó khoảng tầm là hơn 20%. Nên là đây là một lựa chọn rất là tốt cho các bạn chơi game. Nếu mà các bạn chơi game độ phân giải Full HD thì chiếc 1660 Super này gọi là đủ để cho các bạn chơi game nhá. Và nếu các bạn nâng cấp về sau thì vẫn nâng cấp được. Nhưng mà đây với mức kinh phí 10 triệu này thì chúng ta cần những cái gì nó hiệu năng trên giá thành tốt nhất. Và nếu các bạn muốn những hiệu năng trên giá thành nó tốt hơn thì 5 triệu này các bạn có thể tìm được những chiếc mình theo mình biết là khoảng tầm 5 triệu thì khoảng tầm 3060 cũ. Các bạn có thể tìm được 3060 cũ nhé, hoặc còn bảo hành khoảng tầm vài tháng, đến khoảng tầm 1 năm. Thì nếu mà các bạn có thể như là mình có một cái video về tư vấn đấy, thì các bạn có thể gọi là lựa chọn, nếu mà các bạn chấp nhận được sự rủi ro về cạc cũ, về cạc đã qua đào châu, thì các bạn có thể lựa chọn những chiếc 3060 cũ trên thị trường khá là nhiều. Còn nếu các bạn chưa kinh nghiệm gì về lựa chọn cạc, các bạn hơi mù mờ, hơi vì sợ về vấn đề bảo hành, thì có thể lựa chọn những chiếc cạc mới như là 1660 Super này. Còn cũ thì 3060 được. Và nếu mua cũ thì các bạn tận hưởng một hiệu năng nó cao hơn rất là nhiều so với cạc mới. Và bây giờ thì cái thị trường cạc đang rẻ đi, nói chung rẻ hơn cái trước khá là nhiều so với thời điểm coi đỉnh điểm ấy, nên là bây giờ anh em mua cạc giá tốt hơn cái trước cũng khá khá. Rồi, bây giờ trước khi lắp vào đây chúng ta sẽ phải tháo cái phần chắn này ra đã. Và giống như tất cả các vỏ cây có mức giá gọi là phổ thông khác, chúng ta sẽ phải bẻ cái phần này ra. Bắt buộc các bạn phải bẻ, các bạn sẽ không có những cái phần rời như là những cây cao cấp đâu. Cắm vào đây. Đấy. Rất là nhỏ gọn, nó phù hợp, nó không bị quá to. Các bạn sẽ cắm vào nhìn con cây nó sẽ không bị bí. Và cuối cùng chúng ta có một cái đó chính là nguồn, các bạn lựa chọn nguồn gì. Thì đây mình có hai lựa chọn, tại vì mình vừa nhận được hai con sample này đến từ thương hiệu iHo. Thì chúng mình có hai lựa chọn cho các bạn. Nếu mà các bạn muốn gọi là nó vừa đủ thì các bạn thể lựa chọn con iHo 450 này. Giá nó rất là rẻ. Các bạn muốn là vừa đủ. Nhưng mà đối với mình thì vừa đủ không bao giờ là tốt cả, và các bạn có thể tăng thêm một chút tiền, tại vì giá hai con này nó chênh nhau khoảng tầm 300-400 nghìn. Nếu mà các bạn dùng con nguồn rẻ nhất này, iGo, chiếc iGo VK 450 này, thì tổng bộ máy chúng ta rơi khoảng tầm là 10,5 triệu, một con số khá sắp đến mức 10 triệu mà mình vừa bỏ ra. Còn nếu mà các bạn lựa chọn thêm một tí, các bạn lên con iGo GB 550 này, thì các bạn sẽ gọi là tương lai gọi là có thể nâng cấp lên được một chút những chiếc như là 4070 hay là 3060, kể cả 3060T nhé. Ở nhà mình dùng 3060T với nguồn 550W không sao cả, thì tùy lựa chọn các bạn. Và ở trong video này thì mình sẽ hướng các bạn đến lựa chọn, đó chính là lựa chọn các bạn có thể nâng, về sau các bạn có thể nâng cấp lên một tí, tại vì chiếc 450 này công suất nó sẽ chỉ vừa đủ những cạc. Nếu mà về sau các bạn nếu mà muốn nâng cấp thì chỉ nâng cấp tầm nó cân 3060 cũng gọi là hơi quá đà đấy. Nên là mình lựa chọn các bạn đó chính là chiếc iGo GB series con này là 550W, thì các bạn có thể dùng được đến là 3060T. Và mình nghĩ là cũng thế là vừa, cũng không đến mức gọi là yếu quá, không đến mức gọi là thừa quá. Rồi, bây giờ thì cái nguồn này nhận từ sample của iGo thì mình cũng chưa mở ra xem đâu, thì mình tiện tay mình lắp vào đây cho các bạn luôn. Với chiếc nguồn này giá là tầm 900 nghìn, thì chúng ta có một con nguồn nhìn nó khá là xịn sò so với mức giá của nó. Đến những thương hiệu Trung Quốc thì họ luôn luôn có những cái gọi là làm về mặt hình ảnh. Thì nếu với tầm giá này các bạn cho các hồ nguồn hãng khác ấy, thì các bạn sẽ có dây RGB, tức là dây mỗi dây màu nhìn nó rất là a đuổi đấy. Thì thường là iGo này nó có một dây toàn bộ màu đen. 80 Plus này là có chữ R mà không hiểu sao họ không in ở trên vỏ hộp. Đây các bạn nhìn nhá, ở trên vỏ hộp chúng ta không có chữ 80 Plus R. Và trên sản phẩm này 80 Plus R tức là sản phẩm iGo này đã được chứng nhận bởi tổ chức 80 Plus, chứ không phải là không như mình vừa nói.
Thì đây copy logo nhá, về sau nhá. Không cho chữ R vào đây nhá, để chúng tôi biết là đây là một sản phẩm được chứng nhận bởi 80 Plus. Và chúng ta cũng có công suất nguồn 550W. Và 80 Plus này thì các bạn yên tâm dùng nhá, không phải lo gì cả. 550W này chúng ta có đường 3.3 và 5V là 120W, đường 12V là 480W. Chứ không phải mua một vài nguồn khác 550W là đường 12V 550. Mà đường 12V này chúng ta là có 480W. Và các đường còn lại thì chia nhau một ít, tổng công suất là 550W tối đa có thể tải. Nguồn khá là nhẹ, nhưng bây giờ nguồn linh kiện nó tốt thì nó nhẹ thì cũng không phải là vấn đề gì quá quan tâm cả. Sao chúng ta lại không biết là chiếc nguồn này vào đây như vậy? Nguồn ATX mà, đây. À, nó khoang nguồn cây nó hơi nhỏ nên là đây rồi, nguồn đã nhét vào được. Nói chung là cái giá này 80 Plus Bron thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Còn nếu các bạn đi mua nguồn các bạn nhìn mà 80 Plus mà không có chữ R thì các bạn đừng mua nhé. Các bạn hãy tin tưởng những hãng nguồn có những chữ R như là FSP, Corsair, kể cả iHole nữa có chữ R. Rồi. Và rất đơn giản thôi. Chúng ta bộ máy này chúng ta chỉ có một dây 24 pin vào trên main. Chúng ta chỉ có một dây 8 pin vào CPU, không biết 8 hay là 4. À, 8 pin vào CPU. Dùng 8 pin thì hơi thừa đấy, các bạn chẳng cần đến 8 pin đâu. Nhưng mà lắp thì cứ lắp vào cho đủ thôi. Và cái vỏ cây này, cái lỗ nó bé đến mức của mình luồn cái dây 8 pin qua đây là còn bị khó đấy các bạn ạ. Mình sẽ phải luồn từng cái sợi này vào một. Tại sao họ phải làm cái vỏ cây, cái phần này tiết kiệm cũng đấy nhỉ. Rồi, và cuối cùng chúng ta sẽ chỉ cần một dây 8 pin cho VGA mà thôi. Một chiếc 1660 chỉ cần dây 8 pin mà thôi. Và các bạn, cái con này 8 pin thì hơi thừa tí, nhưng mà thôi cứ để đấy. Rồi, tổng kết lại, mọi thứ đã xong, đã đâu vào đấy rồi đấy. Chúng mình sẽ không để quạt gì cả. Và đây là bộ cây tổng trị giá đến bây giờ, sau khi mình thay một chiếc nguồn 550 vào ấy, chỉ đang có giá là khoảng tầm gần 11 triệu. Thì các bạn sẽ bị lòi ra khoảng tầm hơn một lố một tí so với cái mức giá ban đầu chúng ta đề ra là 10 triệu. Tại vì mình không nỡ lòng nào mình bảo các bạn dùng con chiếc cạc 1650 cả. Tại vì thực ra 1650 là con cạc khá là tèo. Mình không nỡ lòng nào mình gọi là khuyến khích các bạn dùng con cạc tèo đấy cả. Mà các bạn lên một chút, các bạn lên những chiếc 1660 Super này các bạn còn chơi được game. Còn 1650 thì các bạn thấy game mới các bạn tải về khi ngồi bắt trailer là hết. Chứ không phải là chơi mượt đâu. Thôi, mình sẽ tháo cái lớp cái lồng ở đây ra. Tổng kết lại cho con một bộ cây khá là rẻ. Và trước khi mình đến phần test game, mình phải tải game và test game đã, thì mình có nói qua một chút về bộ máy này. Thì đây là toàn bộ linh kiện mới, nên là các bạn sẽ có thể thấy về hiệu năng trên giá thành nó sẽ không được bằng những cái bộ máy kết hợp linh kiện cũ trên thị trường. Và các bạn cũng có thể hoàn toàn tự lựa chọn những cái linh kiện cũ nếu các bạn tự tin vào bản thân và các bạn không lo vấn đề về cắt một chút thời gian bảo hành. Thì các bạn hoàn toàn tầm 11 triệu này các bạn có thể dùng những chiếc Core i3 và các bạn dùng được đến những cạc như là 3060, các bạn cũng có thể làm dùng được, dùng chung CPU mới này và dùng cạc 3060. Và nếu các bạn mua CPU cũ nữa thì nó còn rẻ nữa cơ. Nhưng mà đây thì mình hướng đến với những bạn đó chính là các bạn không có nhu cầu và cũng không đủ tự tin để mua đồ cũ, thì đây là bộ cấu hình mới và giá nó loanh quanh khoảng tầm 10 triệu hơn một chút, thì nó hơn một tí thôi. Thì cái này mình sẽ test thử với cả Diablo 4. Và nếu các bạn đang có nhu cầu chuẩn bị mua hoặc là chơi Diablo 4 ý, thì các bạn xem thử xem loại bộ máy rẻ như thế này chúng ta có thể chiến được Diablo 4 ở mức nào. Bây giờ thì mình đã cắm chiếc máy này ở bên cạnh đây vào một con mình màn hình. Mặc dù con màn hình này là 2K nhưng mà mục tiêu chúng ta chỉ chơi độ phân giải Full HD thôi. Tại vì 10 triệu chơi 2K thì có vẻ là hơi sai một tí, nên là mình sẽ giảm độ phân giải con màn xuống Full HD. Và bây giờ trước tiên chúng ta sẽ vào BIOS và các bạn thấy là XMP đã bật. Đấy, chúng ta bật tổng bớt 3200 trên con CPU Core i5-10105F này. Điều mà ngày trước chúng ta không bật được, nhưng bây giờ thì chúng ta đã bật được rồi. Ngày trước các bạn nhớ mình có một cái video thì chúng ta bên H thì chỉ chạy được 266 thôi. Nhưng bây giờ thì đã update được là các bạn đã chạy được 3200 rồi nhá. Mọi thứ về CPU đang là 42 độ C ở quạt, nói chung nó khá là mát. Quạt chạy được 1800 là quạt sốc CPU này. Bây giờ chúng ta sẽ vào thử Windows xem thế nào. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào thử. Hôm nay là ngày thứ 7 và Blizzard đã mở các bạn vào server từ 2 giờ sáng ngày hôm qua. Thì bây giờ là buổi sáng thứ 7 thì mình đã vào được rồi. Để cắt frame để xem là các thứ về trong game chúng ta sẽ chơi như nào. Đây, các bạn được phép chơi bản beta của Diablo 4 một cách miễn phí ở trên Blizzard. Và sau đó nếu mà các bạn muốn chơi tiếp thì các bạn có thể mua với khá là nhiều mức giá khác nhau. Nó rơi từ khoảng
69 đô, nhớ không nhầm, 69 đô cho bản rẻ nhất đây, 69 đô bản bay, thêm một tí Butterpass là 90 đô và Mocking là 100 đô, các bạn được thêm 20 level của Butterpass, trông tùy anh em chơi nào mà chơi. Nhưng bây giờ các bạn có thể chơi thử để xem là có hợp game hợp với mình không. Vì đây là một tựa game được rất nhiều reviewer ở nước ngoài họ đánh giá là được phát triển và nó hay hơn Diablo 3 khá là nhiều, và nó đã bỏ được những cái gọi là những cái yếu điểm của Diablo 3 và cải tiến vào thành Diablo 4. Và đây là một game thế giới mở, game gần như là game MMO chứ không phải là một game thế giới đóng như là Diablo 3 hay Diablo 2 ngày trước nữa. Rồi, đây RAM bớt là 3200 nhá. Gõ nhầm. Đây 3200. Và đây, mình sẽ vào thử. Và mặc định thì các bạn thấy là ở độ phân giải, tiến mình trích độ phân giải lại sau, cho nên cạc là 98%, 64 độ C ở mức bình thường. Core i3, chiếc CPU Core i3 chúng ta đang chạy khoảng tầm nó loanh quanh khoảng tầm 60-70%, khá là ổn. Rồi, setting trong game này chúng ta sẽ có là cạc 1660 Super đấy nhá, chuẩn nhá. Màn hình là 1920x1080 và chúng ta để mắc ở đây các thứ hết đi. Và hiện tại ban đầu vào game thì mặc định game đã để cho chúng ta preset là high quality rồi, và chúng ta có thể để thử là ultra xem thế nào nhá. Và mình sẽ thử lưu lại xem. Rồi, khá là khả quan, đang là mức setting ultra, chúng ta đang ở khoảng tầm là 100 fps ở bên ngoài đường một khá ít cảnh vật. Và đây lỗi, có lỗi này các bạn này, bạn nhìn thấy là mình chỉnh thì phần skill bar này nó bị lỗi, và có thể chúng ta thử untap xem bật lại xem như nào. Đây, lỗi hết tất cả những cái phần, đây là B vẫn là beta này, có những cái lỗi xảy ra mình sẽ thử game để vào lại xem sao. Tại vì bây giờ các bạn thấy là game đang không thành cái icon skin, không còn một cái gì cả. Và Diablo 4 thì sẽ ra mắt chính thức vào ngày 6 tháng 6 năm 2023, từ sắp tới này thôi. Và anh em nếu mua game trước pre-order thì chơi từ ngày 2, còn sau đấy thì chơi từ ngày 6. Rồi, sau khi để mọi thứ lên ultra thì thấy là chúng ta đang rơi ở mức khoảng tầm 90 fps ở bên ngoài. Tức là nếu mà anh em đây mình đánh thử một lúc xem mà nó FPS rơi khoảng bao nhiêu nhá. Vẫn đang bị lỗi hình này. Đây này. Không biết lỗi tại sao, không biết có phải do mình bật tắt FPS các thứ không. Thì bây giờ mình sẽ thử lại là thử lên thành 2 xem thế nào. Đấy. Ultra là lỗi. Ultra là lỗi. Mình không phải để được ultra, mình để ultra các bạn nhìn này. Ultra phát này. Đấy, lỗi hoàn toàn ngay lập tức nhá. Nhưng mà khi mà mình để về 2, ui cái thứ lại quay trở lại. Như vậy là chúng ta hiện tại ở beta đang bị lỗi về phần các bạn và setting ultra là không đạt được, nên là các bạn chỉ đạt được 2 thôi. Nên là mình sẽ thử chỉ chơi ở mức thiết lập là 2 setting thôi nhá. Và hiện tại ở bên ngoài thì đang có khoảng tầm 120 fps. Nó khá là mượt đấy chứ. Các bạn dùng một chân, đây là màn nếu mà các bạn là chưa có quá nhiều các thứ diễn ra ở trên màn hình. Chúng ta đang đi đường nào nhỉ? Về sau mình nghĩ với cái Endgame Content thì các bạn sẽ phải nó sẽ drop xuống khá khá, tại vì đây chúng ta vẫn chưa có gì nhiều, chỉ có một khung cảnh các thứ, chưa có những cái hiệu ứng xử lý hình phức tạp. Rồi, đây, chúng ta thử đánh nhau trên màn hình, mọi thứ đang đột tụt xuống khoảng tầm là 100 fps. Đây, khoảng tầm 100 thì các bạn nói chung hoàn toàn vẫn có thể chơi được, không có vấn đề gì cả. Mình không biết là đến sau này chúng ta có tụt xuống dưới nữa không, nhưng mình nghĩ là các bạn nên bật AMD FSR để các bạn gọi là tăng thêm FPS như bây giờ nhá. Chúng ta đang là khoảng tầm 100. Thì khi mình bật AMD FSR ở trong này, các NVIDIA các bạn cũng có thể dùng FSR nhá, không cần phải là các AMD đâu. Đây mình để mức balance. Đấy, cân bằng. Đây, nó lên được khoảng tầm 120. Rồi. 120, thì khoảng tầm 20% hiệu năng nữa. Phá tan khái niệm laptop rẻ thì không cảm ứng bằng chiếc VivoBook đây. Asus VivoBook R565EA giá trị chưa tới 8 triệu đồng là chiếc laptop văn phòng rẻ nhất với khả năng cảm ứng trên màn hình. Kích cỡ màn là 15.6 inch cùng độ phân giải Full HD. Chiếc laptop này sẽ đáp ứng được nhu cầu làm việc và xem việc cơ bản ở mức tốt. Chiếc i3 cũng đảm bảo rằng bộ máy sẽ không giật lag khi sử dụng các tác vụ đó.
Vậy đến hãy đến Hacom của mình nhé. Như vậy là khi mà mình đang dần là cái khi mà các bạn đánh nhau chính ở trong này thì mức FPS chúng ta được khoảng tầm là 170, khá là mượt. Và mức setting 2 ở độ phân giải Full HD thì các bạn có thể hoàn toàn là chơi mượt mà Diablo 4 trên bộ máy khoảng tầm hơn 10 triệu này. Thì tổng kết lại nào, chúng ta có một giá khoảng tầm hơn 10 triệu một chút. Nói chung là 10 triệu không chính xác lắm, nhưng mà nó rơi khoảng tầm gần 11 triệu thì nó cũng chênh nhau một tí thôi mà. Thì có bên chúng ta, mặc dù là chúng ta không có những cái thế hệ, nói chung thế hệ linh kiện mới nhất, khi chúng ta phải dùng CPU đó chính là Core i3 thế hệ 10. Nếu các bạn lên khoảng tầm là 12 triệu thì các bạn sẽ được khoảng tầm CPU Core i3 thế hệ 12. Nhưng mà đây là cái mức giá nó rất là phổ thông, nên là chúng ta chỉ có thể Core i3 thế hệ 10 thôi. Và với cấu hình Core i3-1105F và chúng ta có 8GB thì các bạn có thể thấy là chúng ta bị điểm thắt đó chính là ở 8GB khi mà chơi game và mình không bật một cái gì ở ngoài, mà chúng ta phải ăn đến 7,13GB, các bạn chỉ có chống 1GB thôi. Nên là mình nghĩ về sau thì có thể các bạn nên tiết kiệm một chút, các bạn lên 16GB, mọi thứ sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Vì 8GB bây giờ có lẽ chúng ta là quá ít. Và cái điểm sáng ở đây thì với mức giá là chỉ có loanh quanh 10 triệu, chúng ta có một con là 1680 Super. Mà 1680 Super thì các bạn sẽ là đang loát khoảng tầm, nói chung in-game nó cũng full loát rồi, nhưng mà chúng ta có lượng FPS ấy, khi mà ở ngoài khung cảnh rộng nó rơi khoảng tầm 120-100, nhưng mà các bạn bật AMD FSR rồi. Và nếu mà vào trong dungeon, những khu vực đánh nhau như này và nó nhỏ và ít chi tiết thì chúng ta lên được gần 200 FPS là một mức FPS rất là ổn định và đủ các bạn chơi Diablo 4 ở mức thiết lập đó chính là cao. Còn mức thiết lập cao nhất thì hiện tại do beta đang lỗi nên là mình cũng không thể nào bật thiết lập cao nhất ở trong game được. Thì đây là vẫn là phiên bản beta thôi, thì có nghĩa là lúc ra game thì mình nghĩ là Blizzard họ vẫn sẽ gọi là tối ưu hóa lại tựa game mình để phù hợp với nhiều cấu hình. Và đây là một tựa game nó là Diablo thôi, nhưng mà thực ra nó là một game MMO, nên là vấn đề mà Blizzard họ làm cho game nó nhẹ và tương thích với nhiều máy cũng là điều dễ hiểu thôi. Nên là với mức máy 10 triệu này, các bạn hoàn toàn có thể chơi mượt mà Diablo 4 ở mức thiết lập độ phân giải là Full HD và mức thiết lập cấu hình đó chính là cao. Và ngoài ra 1680 này thì các bạn vẫn có thể chơi được các tựa game AAA mới, nhưng mà các bạn thiết lập chắc chỉ ở mức khoảng tầm medium thôi, tại vì đây cũng là một con card không phải là quá mạnh. Và nếu anh em mua mới, đây là một cấu hình nghĩ là ổn. Và nếu mà anh em mà muốn nó mạnh hơn nữa, mà anh em cũng có thể chịu được những rủi ro, thì anh em có thể mua đồ cũ cũng được. Và đồ cũ với mức giá này, anh em cũng có thể kiếm được con i3 này 16GB và các màn hình có thể lên là 2060 hoặc 2060 Super, mình nghĩ là hoàn toàn được. Nhưng mà đấy thì anh em sẽ phải chấp nhận đánh đổi và chính là cái rủi ro khác nhau khi anh em mua đồ cũ. Còn anh em nghĩ nào về bộ máy 10 triệu này và game Diablo 4? Thì anh em nào chơi Diablo 4 thì có thể cho mình biết trong phần mô tả video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.